các bạn, chào mừng các bạn đến với Minecraft em bé Cún Xì Ba. Ngày hôm nay vào buổi tối, những đứa con gái trong làng quyết định vào rừng nấu ăn. Nhưng mà bất ngờ đã có một em bé Cún Xì Ba xuất hiện. Và em bé Cún Xì Ba đó chính là tôi đó nha. Em bé Cún Xì Ba này chính là Xì Ba Herobrine. Mang sức mạnh của Herobrine, sức mạnh và sự đáng sợ của nó như thế nào thì các bạn biết rồi đó. Muốn biết Xì Ba Herobrine đã làm gì với làng sinh tố thì xem đến hết video này nha. Nhân tiện kênh mình chỉ có 5% mọi người đã đăng ký cho tôi thôi, nên hãy giúp mình nhấn nút đăng ký và lắc chuông bên cạnh để giúp mình phát triển kênh của mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta vào video thôi, let's go. Trời ơi, cái này mất lửa luôn vậy trời. Đúng rồi, cái này mất lửa. Trời ơi, ôi quá. Đúng rồi, mình nướng cái gì ăn đây, nấu rồi. Đó hả? Đứa này nướng đi em ơi. Nướng đi. Nè nè nè, đây, thịt xiên nướng. Đúng ngon. Thịt ba rồi. Ôi, thơm quá à. Đó, tôi nói rồi, đồ ăn tôi làm mà lúc nãy thơm quá, thơm quá. Ngon quá. Em có biết thịt này của ai không? Thịt này là của mấy chị chứ ai. Sao em lại lấy không xin phép? Tao phải xin. Phải xin. Cái đó là phép thôi. Chị các chị đã xin em chưa? Xin gì? Xin gì? Cái đợt này là của em, mấy chị bước chân vô đây cái chị xin em chưa? Đâu á? Trời. Đợt này của em hả? Chị thật sự chưa biết em là ai rồi đúng không? Em chính là Xì Ba. Trời ơi, trời. Đây đây đây. Em nhìn nó giống như là nhìn nó hơi giống Herobrine á chị. Ôi trời ơi, sao biết hay vậy ta? Em chính là Hiha Xì Ba Herobrine. Em là người canh quản khu rừng này, mấy chị vào đây đã đốt đồ, chặt cây, lấy đồ ăn tại đây. Em chưa nói gì với mấy chị mà mấy chị dám như vậy hả? Chị biết chị đã làm những thứ gì không? Nếu mà ngày hôm nay mấy chị còn đòi hỏi với em thì em sẽ tiêu diệt những chị, không để cho những chị dám làm một cái gì hết. Mấy chị biết, mấy chị dám bỏ đi như vậy là không được với Hiha Xì Ba rồi. Trời ơi, cái gì mà để gặp Peru ra luôn đi trời. Mấy lửa thôi, đi về rồi. Đi về. Hello. Mấy chị đi đâu vậy? Nếu mà mấy chị không chịu trả cho em những mọi thứ này thì mấy chị cũng sẽ bị như vậy mà thôi. Nếu mà chị không trả cho em sẽ lấy hết những thứ gì của các chị. Các chị sẽ không làm gì được đâu. Lại chạy nữa rồi. Hello. Ủa gì vậy? Sao nó ở đây được vậy? Trời đất ơi. Thôi em đi về rừng đi, ngày mai chị sẽ cho em thêm thịt, em đi về đi, đừng có làm phiền của chị đó. Đúng rồi. Chị xin lỗi. No. Sợ quá. Trời ơi, sao em mới đi theo tụi chị hoài vậy? Vậy muốn gì nè, bà
mình chị làm chứ. Trời ơi, nãy giờ đi heo sinh thịt muốn chết rồi không ai hỏi gì á. Ok, bà dâm ba que, bà dâm ba que, dâm ba que, dâm ba que, bà dâm ba que, bà dâm ba que, dâm ba que, dâm ba que. Nè, làm sổng chết luôn á. Đâu, 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 đâu. Sao không nói sớm, bị dí muốn chết. Ừ, nói từ sớm không có phải được hơn không? Ờ, đúng rồi. Ngon quá. Nè, cái hồ đó nha. Ai hồ đâu, người ta chỉ đi heo chơi không, mình chỉ đi cái hồ. Nói gì kỳ thiệt. Nó giờ muốn đi ngủ quá, đi lên ngủ đây. Ủa, cái kìa. Ủa, nhà tôi mà. Ủa, nhầm 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 nhầm. Thôi cho em ngủ, em buồn ngủ à, vậy nha. Bye bye. Trời ơi, ngủ ra giờ tôi ngủ không trời. Thôi thôi mà đi qua nhà tôi ngủ nè. Đi. Đi mệt quá cho nó ngủ đi. Hôm nay qua nhà dành chỗ ngủ của La Be. Cái gì đây, qua ngủ là đi sao rồi. Ê, nghe nói hôm nay tụi nó ngủ chung đó. Hôm nay tụi mình vô hốt trộn ổ luôn. Trả lỗ luôn, đi đi. Tụi con gái hôm nay là chết chắc rồi. Vô. Ê, quay. Vậy vô tống tiền chứ đi. Dạ hôm nay hết tiền xài rồi. Cũng được, vô tống tiền xong cho chuẩn bị kiếm cho. Rồi nè. Đây. Chỉ có bị xử rồi. Chuẩn bị thôi nào. FBI, open the door. Tiếng này nghe quen quá. Được rồi, mình phải đi thôi. Giờ có kêu ai thì không ai trong đây mà nghe được. Đúng rồi. Gì vậy? Hello. Ủa gì vậy? Tìm ra lại là một con Shiba. Trời ơi, nghĩ ta sợ mình chắc. Chết đi tình khốc. Hasaki. Mày giỡn quá. Mày nè. Mày giỡn hả? Rồi, được rồi. Đi về ngủ tiếp đây. Bye bye em nha. Ôi. Đi vô giường ngủ rồi mọi người ơi. Đi. Thôi đi vô ngủ, đi. Vậy ê, con nãy là con gì vậy? Sao đánh qua đánh nằm nhất luôn. Mẹ tức ghê, bây giờ qua xử nó luôn. Đây, hình như bên nhà chị Jimmy hay sao? Đi nha. Nó ngủ rồi kìa. Anh định làm gì đó? Anh ơi, định làm gì thân xác của ta? Vậy? Thân xác. Ủa là sao người định linh hồn hay là gì? Ơi, em nó chỉ dụ thôi, chứ làm gì có thiệt. Ngon vô, tao quýnh mày luôn nè con. Ủa vậy? Các người không thấy ta trông quen sao? Nhìn nó cũng khá là quen nhưng mà cũng không có quen cho lắm, mà cũng hơi quen quen mà cũng quen. Nhìn cái bộ quần áo hình như là quen của hơi một cái gì quen. Có giỏi là đây đánh được ta đi. Cũng thổi với Hero Price 3 ngay. Không có gì là khó. Ý đừng kiếm chuyện nữa. Trời nhìn nó ghê quá à. Trời ơi không hiểu sao nó ghê quá. Nó có sức mạnh ghê quá. Nó hình như là C3 Hero Price hay sao quá. Ừ nó đó. Ê nhà trời ơi. Nó chạy ra mấy giây. Quay. Trời ơi cắn kìa. Ủa đâu ra vậy? Hay là do cái con Shiba Hero mà đây đó nữa. Trời ơi, chạy. Ủa quá trời. Đúng rồi mày. Kill. Nguyên ngày hôm qua đánh bằng Jimmy đó. Ngủ ngon không mọi người? Ngủ ngon nữa à, buổi sáng thì mày ngủ lành quá đi thôi. Hay chỉ là em
không biết luôn vậy. Quá vậy. Ủa, cái gì vậy? Nguyên ngày hôm qua, tối hôm qua ông hiểu giờ nhà quá nhiều. Đâu Jimmy? Ê, Mày ơi, hình như cái con hôm qua đi trong nhà chị Jimmy như chị Jimmy nuôi nó đúng không ta? Như vậy. Dạ mày. Hả? Bà nuôi con Hero Bra trong nhà bà đúng không? Đúng không hả chị? Trời ơi. Nó đang gây vụ quan giá quả cho tôi quá trời luôn nè. Đúng rồi đó. Trời nói gì chứ không nhỏ dễ thương chết mà. Nó là dễ thương vậy mà chuyện bắt đi bắt gì tôi phải bỏ ông vô duyên quá. Ông vô duyên vừa phải thôi. Báo đá ra đây tôi sẽ bị hành nè. Ủa thì ông quả đi trời ơi ông rất ghê. Nó có làm gì ông đâu bị khùng mà. Trời tại cái nhà ông tới cái nhà ông cái nhà đây nè. Nhanh đây. Ông mộng nhà bình thường mà. Ừ. Điên hả? Đâu, không được, phải bỏ nó ra đi, bỏ nó ra liền. Nếu mà không bỏ là coi chừng của tôi đó. À, đi ngủ rồi, đi ngủ rồi. Trời ơi, đi bỏ vậy. Đúng rồi, vô duyên dễ sợ luôn. Đi, mình ăn sáng đi mọi người. Đi, đi, ăn sáng. A dâm ba que, a dâm ba que, a dâm ba que, a dâm ba que. Tối ngủ thiệt là đã luôn đó mà. Hello, ngủ quá trời là ngon luôn. Đồ ngon dữ luôn hả? Đúng rồi. Hấu cho em ăn nè, em ăn thử đi. Chưa hấu. Thử gì hấu coi. Có thịt không? Mới ăn thịt thôi à, không ăn gì hấu đâu. Thịt hả? Đây rồi, cảm ơn nhiều nghe. Mặt nó là chồng dâu luôn, cái đuôi nó cũng chồng dâu luôn. Gì cũng chồng. Ủa gì vậy? Dưỡng. Dâm ba que, a dâm ba que, a dâm ba que, a dâm ba que. Trời ơi, dễ thương quá à. Trời ơi, thôi. Bây giờ thì em ở nhà đợi nghe, tụi chị đi mua đồ về. Có gì nấu thêm điều thịt cho em nữa chịu không? Ok. Đúng rồi, đi mua thêm đồ chị. Đi. Nhà hết rồi, đi. Thôi. Dâm ba que, a dâm ba que, a dâm ba que. Nghĩ sao mà ở nhà chơi được. Chán muốn chết. Để đi vòng vòng chơi coi. Mình sẽ đi chơi. Mình đang có một ý tưởng chơi thiệt là vui luôn rồi. Ê, ai da. Ủa, chén. Ê, ai da. Ở đây có ai không ta? La 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 lù la lù lù. Lù la 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 la. Ê. Ê, cái gì? Ê, mở cửa giùm mày. Mở cửa hả? Thác ra đúng không? Ê, cái này, mở cửa. Sao mà chết được? Đó, giải thoát luôn, ghê không? Chị rồi sao kìa, nhảy nó xuống đây té. Té đi ông nội, có gì đâu ba, cũng la nữa, bê đê quá. Em là ai vậy? Em là ai, hỏi chi, đừng biết em là ai hết. Đây nè, mở cổng cho da luôn nè. Ê, ủa sao này em bấm nút là ra rồi sao? Trời ơi. Ê, sao nó kiên cố vậy? Ủa sao kiên cố dữ vậy? Trời ơi, lại đây mở cửa là ra được rồi. Rồi. Đi thôi. Dâm bao que, đi đâu đi đi. Thả cho rồi còn đi đâu, còn hỏi nữa, okay, trời cảm ơi. Cảm ơn nghe. Trời ơi là trời. Thả đâu phải là chuyện của mình. Mình còn làm một thứ nữa. Mọi người đang đi mua trong đó kìa. Có trong đây. Đây rồi. Mua cờ gấp về đi. Tới rồi. Hết tiền tay luôn. Tưởng bở hả? Không có dễ đó đâu. Bum 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 bum. Ấy. Dăm dăm ba đăm bầm 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 bầm. Tính tiền thôi. Đi về. Đi. Lên. Hây. Hây. Wi. Dăm ba que, a dăm ba que, a dăm ba que, a dăm ba que, a dăm ba que. Kế hoạch của mình đã thành công thôi. Quá là vui luôn anh. Lâm 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 Gì? Ủa sao nổ luôn rồi? Trời ơi. Gì vậy? Tay mày làm gì vậy? Em làm gì?
bông bà lờ ba bông. Mình đi làm một ví dụ nữa coi, đi làm một ví dụ nữa coi. Coi. Bum 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 bum. Đánh mấy cái lộn kìa. Đợi mấy người kia tới nữa là hợp lý. Không có làm nhau cho vô tù nữa đâu không? Không, không, không. Không có em nữa thiệt luôn. Đúng rồi, bắt vô tù nữa đi. Mọi người sao vậy? Lơ 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 lơ. Kìa kìa. Kìa tới rồi, tới rồi. Sao nhà tôi lại nở tới đây? Ai làm đổ nhà tôi? Đang ngủ trong nhà quay nổ chứ. Sao nghe sao vậy? Ủa? Lơ 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 lơ. Bầm 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 bầm. Hẹn là hấp dẫn. Mọi người bị lộn rồi. Dạ đây coi coi. Ôi 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 ôi. Rồi để coi coi để coi coi coi. Ôi trời ơi. Mấy người kia về hết rồi. Vô coi chồng riêng coi. Một ê ê ê ê. Đầm đâm đầm đâm đầm đầm. Vô WhatsApp. Ê cứu ơi cứu ơi. Ok. Thấy không chưa cái gì. Để tại sao để cho mọi người bắt như vậy được. Ai biết đâu cái thằng nào làm mà chơi trò giải đổi thừa. Ừ không đổi thừa vậy mà mình còn bị bắt nữa. Sao mà cam tâm được đúng không? Ừ đúng rồi, mở cửa đi, mở cửa đi, chạy về luôn nè. Nè okay, đi phá okay, lại, hiểu không? À phá lại hả, à, ok ok. Rồi, mở cửa ra thôi. Bận gì? Rồi, đi đi đi, ôi trời ơi. Ôi, đi đi đi. Ok, ok, okay. Bây giờ đúng rồi. Phóng hỏa đốt nhà mấy người này nè. Dám bắt hả, dám bắt, ừ đúng rồi. Đốt nè đó. Đây, đây, đây. Qua tới nhà tiếp theo. Nhà một tím đây nè. Ôi nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi. Mình đúng là một chó xì bài là không bánh mẹ. Quá đã luôn. Trời ơi, nãy giờ anh kiếm mày muốn chết vậy. Mấy người đó bây giờ đang chia lùng anh luôn kìa. Có cách nào giúp anh thoát được không? Em sẽ giúp anh nha. Nhưng mà xong thì anh nhớ anh đặt bom banh làng luôn cho em. Ok luôn, được được được. Trời okay. Bây giờ cứu anh với. Lẹ đi, giờ được. Nhiều người đang ngược anh lắm. Đây nè, em sẽ trao cho anh sức mạnh của Hero Pride. Anh chịu không? Chịu chịu. Ê, ê. Đó. Ê, cái gì đây? Có sức mạnh của chiêu C3 đó, cầm lên cử coi. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Wow. Chiêu đó là sát đánh chiếc mạnh đó của Hero Bride đó. Anh hãy đi đi và trả thù đi. Ok ok ok. Rồi có gì em né né nghe coi chuyện sức mạnh anh quýnh chúng em á. Không sao đâu, không được đâu. Sức mạnh của anh là không dính em được đâu. Xài thử em đi. Đâu đó, sao mà chết được. Ok ok rồi. Chuyện ra đi. Má lại tố nào. Bây giờ cái người này là chạy á. Đó. Ôi 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 ôi. Đúng rồi, hủy diệt cái làng đi. Quá lẹ đi. Ôi trời ơi, giết chết đi. Giết chết đi. Ôi trời ơi. Wow, một tác phẩm nghệ thuật đây rồi. Dạ? Như vậy được chưa? Được đó. Bây giờ làm gì? Anh mới chế tạo ra được cái này nè. Đâu? Như là món quà dành cho em đó. Đâu? Có món quà luôn sao? Đây. Đây là cái cục lửa có thể bắn ra lửa đó. Bây giờ em hãy dập tắt cái làn xin lỗi giùm anh đi. Được. Này em sẽ tới vô coi. Happy New Year. Trời ơi, ơi trời ơi. Vô gì không biết nha. Đã quá trời luôn đó. Rồi rồi.
nữa đi. Quả đá, quả đá, nghe tiếng mê quá nồi. Ôi trời ơi, đâu rồi? Ê, bên kia còn nữa kìa. Trời ơi, nổ quá trời luôn rồi, mọi người chạy tùm lum hết trơn kìa. Ui, hết chưa, đâu rồi, để coi coi, còn gì không? Ui, sao này còn nè, kỳ vậy? Lẹ rồi. Còn ở đây là không được. Trời ơi, trời. Còn ở đây là không được. Còn ở đây là không được. Cái gì vậy? Đúng rồi, nổ tiếp nào. Còn nổ, quá đã. Nổ đi. Bum 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 b